Chào bạn, mình là Chin và chúng ta lại gặp nhau trong Clickbank Channel. Ngày hôm nay đã là một ngày cuối tuần rồi và không biết là liệu rằng cuối tuần này thì các bạn đã có dự định mua sắm gì cho mình hay chưa? Và hôm nay thì chúng ta hãy cùng đến Clickbank để xem rằng top những sản phẩm đang có mức giá cực kỳ tốt và so hot tại cửa hàng nhé. Như đã giới thiệu thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn top những sản phẩm iPhone mà có mức giá vô cùng hot ở bên mình. Và ngoài ra thì sản phẩm này cũng rất tốt được mọi người vô cùng tin dùng. Và sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là 6 Neon New, 6 Lock Track Tip và 6 Plus CPU. Ba sản phẩm này thì về cấu hình tất cả đều sử dụng con chip Apple A8, RAM 1GB, thông số cam là cam sau có độ phân giải 8 megapixel, khẩu độ f/2.2, cam trước là 1.2 megapixel và khẩu độ cũng f/2 luôn nhé. Đối với iPhone 6 Neon New, 6 Lock Track Tip thì có màn hình Retina HD 4.7 inch, pin thì có dung lượng là 1810 mAh, đủ dùng cho một ngày đúng không nào? Và đối với 6 Plus thì màn hình 5.5 inch Full HD, pin là 2915 mAh. Có thể thấy thì cái dung lượng pin của chúng ta lớn hơn thì đem lại cho chúng ta những trải nghiệm sử dụng vô cùng thú vị hơn rất nhiều. Các máy trên thì đều đi kèm cảm biến vân tay, thiết kế giống hệt nhau, chỉ khác với kích thước và độ mới. Còn đối với iPhone 6 và 6 Plus, CPU là hàng quốc tế dễ dàng sử dụng. Ngoài ra thì iPhone 6 Lock Track Tip là hàng lốc, phải sử dụng sim ghép nhưng không quá đáng ngại về vấn đề này. Trong những buổi live stream thì mình cũng đã giới thiệu các bạn về những chiếc sim ghép này rồi. Sim ghép 4G auto fix lỗi, bình thường thì giá của nó sẽ là 100-140.000 một chiếc sim ghép, nhưng mà bên Clickbank nhà mình sẽ hỗ trợ cái sim ghép này cho các bạn, nghĩa là tặng miễn phí free. Vậy nên nếu có mua máy lốc bên Clickbank thì cũng chẳng có gì đáng phải lo ngại nữa đúng không nào? Còn đối với 6S Neon New thì sao? Thiết kế giống hệt so với các thiết bị iPhone 6, lưng thì được in thêm chữ S và có thêm màu hồng vàng. Cấu hình được nâng cấp lên là chip Apple A9, RAM là 2GB, cho khả năng chơi game đa nhiệm cực kỳ thoải mái. Màn hình thì vẫn là 4.7 Retina HD, trang bị công nghệ cảm ứng lực cam thì nâng lên là 12 megapixel, khẩu độ thì f/2.2, cho khả năng quay video 4K. Cam trước từ 1.2 thì lại được nâng lên thành 5 megapixel, có thêm công nghệ Retina Flash sẽ hỗ trợ các bạn chụp ảnh tự sướng tốt hơn nhiều. Và tiếp theo là chúng ta sẽ đến với sản phẩm là 7 Plus CPU, là chiếc máy mạnh mẽ nhất của Apple tới thời điểm hiện tại và khả năng của chiếc máy này có thể nghiền nát App Store mà không sợ bị chậm trễ. Cấu hình là điệp được nâng cấp lên một cách đáng kể, sử dụng con chip Apple A10 với RAM là 3GB. 6S đã mạnh, 7 Plus còn nhanh và mạnh gấp nhiều lần hơn nữa. Ngoài ra thì chiếc 7 này sẽ còn hỗ trợ thời gian khá lâu để cho các bạn thoải mái sử dụng và trải nghiệm. Kích thước tổng thể của máy thì không có gì thay đổi nhiều, vẫn là 5.5 inch Full HD. Chưa dừng lại ở đó, không chỉ màn hình có cảm ứng lực mà còn có nút home được thay thế thành dạng cứng, vì vậy cảm giác ấn ban đầu sẽ chưa quen, nhưng một thời gian sử dụng bạn sẽ không muốn ấn lại nút trên 6S nữa đâu, vì nhờ đó tốc độ đọc quét vân tay của 7 Plus là nhanh đến chóng mặt. Apple đã thêm hai màu sắc Matte Black và Jet Black, hay còn có thể gọi là đen nhám và đen bóng. Hai màu này được mọi người vô cùng yêu thích bởi sự sang trọng và nhã nhặn của nó. Và trên chiếc 7 này thì cam của nó thì không còn là một chiếc cam đơn, thay vào đó là một chiếc cam kép có độ phân giải 12 megapixel cho phép khả năng chụp ảnh xóa phông cực kỳ đỉnh luôn. Pin là 2900 mAh cho thời gian sử dụng cực kỳ tốt, cho các bạn thoải mái chơi game, lướt web hay là thậm chí là xem phim gì đó thì chắc là các bạn cũng tự hiểu rồi. Thời gian chờ lâu đảm bảo cho hoạt động không bị gián đoạn trong vòng một ngày. Một điểm rất hay của 7 Plus là đã thêm công nghệ âm thanh vòm cho loa ngoài, khi giờ đây giải trí trên 7 Plus sẽ cực kỳ tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn các bạn. Vậy là vừa rồi thì mình vừa điểm qua những cái sản phẩm mà iPhone đang có mức giá cực kỳ hấp dẫn ở bên mình. Và ngoài ra thì đây cũng là một trong sản phẩm hot và được mọi người vô cùng tin yêu và lựa chọn. Các bạn yên tâm đi, đối với những sản phẩm này thì thời gian sử dụng nó cũng sẽ còn được hỗ trợ khá là lâu nữa. Vậy nên những trải nghiệm của bạn sẽ được Clickbank làm thật tốt. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau. Các bạn hãy comment lựa chọn của mình phía dưới nhé, và đừng quên subscribe kênh YouTube của bọn mình. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.